thì Hải Nam kim sa đột biến hay là đột tử? Khi nhắc đến từ đột biến thì các bác hay bị ác cảm liên tưởng đến như là lan đột biến. Thì thường là chúng ta trồng cây kỷ Hải Nam thì chúng ta không chạy theo giống. Có rất nhiều người hiện nay thì chúng ta cũng hoang mang bởi nó có quá nhiều các mặt giống cây kỷ Hải Nam tại Việt Nam mà. Chúng ta cần phải nhìn vào cái giá trị thực của chúng. Cái lan nó khác và cây kỷ Hải Nam nó khác. Đây là một trong những loại cây có thể sinh trầm và chúng ta có thể khai thác được trầm hương từ nó, và nó có thể tự sản xuất ra trầm qua thông qua những vết tổn thương và không phải cái bất kỳ một chế phẩm sinh học nào. Nhưng tuy nhiên thì mỗi một dòng giống nó sẽ có một cái lợi thế đặc thù của nó. Ví dụ như dòng kim sa thì nó có khả năng rút dầu tạo trầm rất nhanh. Tôi cũng đã nói rất nhiều về kỷ Hải Nam kim sa, nhưng dòng đột biến thì thường rất ít người biết. Đối với dòng đột biến này thì bản thân chúng tôi nhập về cũng không có nhiều, và chúng tôi là những người nhập về để bán lại và nhập về để trồng, để làm nông nghiệp. Thường thì đối với dòng này thì các bác cứ thắc mắc là không biết lên trồng hay không, và giá nó đắt như vậy, đắt quá, thì so với bà con chúng ta là một trong những khoản đầu tư rất là khó. Cho nên là thường chúng tôi vẫn hướng tới bà con là chúng ta tập trung xác định trồng 1 đến 2 loại. Tất nhiên thì thị trường hiện nay có rất nhiều người thấy cây kỷ Hải Nam này mang về Việt Nam bán là thấy cái giá nhập những cái dòng rẻ về, thấy bán ở ngoài người ta bán những cái dòng tốt giá cao cũng bắt chiếc nhập về, nhưng cũng không hiểu biết nhiều về kỷ Hải Nam và cũng không làm nông nghiệp. Nhưng muốn kinh doanh thì cái đó thì từ cái kinh doanh là một trong những cái quyền tự do của mỗi cá nhân. Nhưng mà khi chúng ta kinh doanh thì chúng ta nên có những cái kiến thức để phát triển trồng cây kỷ Hải Nam. Và tôi là một trong những người trồng tại Việt Nam, thì hy vọng là thông qua những video này để các bác có thể tham khảo được thêm những ý kiến mới về kỷ Hải Nam. Và đối với kỷ Hải Nam kim sa này, đây là một trong những loại thì có khả năng tạo trầm rất là tốt, trầm rất là đen. Tôi cũng đã cho các bác xem những cái hình ảnh với những cái cây mà nó có trầm rồi. Và ở tại Việt Nam thì tôi khẳng định không ai có cây to cây này cả, mà chỉ có chạy sang bên Trung Quốc người ta mới có cây to, và chúng ta có thể test được cái chất lượng trầm của cây này. Thì tôi cũng đã quay một số video ở những video trước. Đừng quên follow TikTok của tôi để ủng hộ phát triển cái hành trình phát triển cây kỷ Hải Nam tại Việt Nam, và nắm bắt được thêm kiến thức về cây kỷ Hải Nam có bao nhiêu loại.